Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào múa hát sân trường được các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tích cực triển khai thực hiện. Phong trào này đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tích cực trong việc rèn luyện năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời giúp học sinh hứng thú hơn khi đến trường. Phóng sự thực hiện tại huyện Trảng Bom. Là một trường ở vùng sâu, vùng xa của huyện, học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, xã Bào Hàm, huyện Trảng Bom ít được tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí. Thay vì ra chơi vận động với những bài tập thể dục lặp đi lặp lại, thì lâu nay trường tiểu học Nguyễn Thái Bình đã duy trì và đổi mới hoạt động múa hát sân trường để tạo sự hấp dẫn, thu hút học sinh. Các em hào hứng và tích cực tham gia với các bài hát về mái trường, thầy cô, biển đảo. Từ đó các em cảm thấy tinh thần thoải mái, nâng cao chất lượng học tập. Con cảm thấy rất là vui với lại phấn khởi. Sau những tiết học mà mệt mỏi thì chúng em đã được giải tỏa, thư giãn với những hoạt động vui chơi của sân trường, múa hát. Thì thông qua bài hát này em cảm thấy rất là thoải mái, giúp em biết được nhiều bài hát với lại yêu tổ quốc và yêu trường lớp. Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình là một trường vùng sâu vùng xa của huyện Trảng Bom. Thì các hoạt động múa hát sân trường này đã góp phần giáo dục cho các em là ở đây học sinh trường này là các em có cái khó khăn là các em ít được tham gia các hoạt động tập thể. Vậy thông qua các hoạt động múa hát sân trường này thì giúp các em thêm lạc quan, tự tin và giúp các thầy cô giáo trong nhà trường có thể là đánh giá các em về năng lực phẩm chất được tốt hơn. Ví dụ cho các em là tham gia tích cực hơn, rồi giao lưu các bạn, rồi tất cả các hoạt động các em sẽ gần như là hòa đồng với các bạn hơn. Nhất là đối với những em học sinh mà còn nhút nhát, thiếu tự tin thì qua thông qua hoạt động này là giúp các em gần như là hòa nhập với các hoạt động tập thể nhiều hơn. Ngoài các bài hát múa dân vũ quen thuộc, nhiều trường học tại Trảng Bom đã đổi mới các hình thức múa hát sân trường như nhảy khiêu vũ, đồng diễn võ cổ truyền. Điều này đã giúp giờ ra chơi của các em học sinh trở nên ý nghĩa và thú vị hơn. Trong dịp chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm thành lập huyện Trảng Bom vừa qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã tổ chức hội thi múa hát sân trường với sự tham gia của tất cả các trường tiểu học trong huyện. Đây là cơ hội để các trường giao lưu, học tập kinh nghiệm, các tiết mục đồng diễn hay sáng tạo để áp dụng đối với đơn vị mình. Phong trào này đã đạt được những cái thành tích nhất định. Xem đó là những cái bông hoa điểm 10 của học sinh để chào mừng đến tất cả quý thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Tất cả gần như 100% học sinh đều được tham gia tập luyện và thể hiện cái năng khiếu múa hát, tạo nên một cái phong trào rộng khắp, đủ màu sắc, rực rỡ ở mỗi trường mỗi vẻ. Trong đó có những cái tiết mục, những trường tổ chức cả 3 cái tiết mục vừa múa, vừa đồng diễn thể dục, vừa bài võ cổ truyền. Thì đó là một cái mà chúng tôi cho rằng là qua cái múa hát cũng đã giáo dục cho các cháu cái nét đẹp, cái tính thẩm mỹ của giáo dục học đường. Múa hát sân trường là một hình thức sinh hoạt tập thể lành mạnh, qua đó tạo được một môi trường sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần giúp học sinh hứng thú hơn khi đến trường, để các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.